Xin chào quý vị và các bạn. Sang những ngày đầu tháng 10, miền Bắc ở trong trạng thái thời tiết đặc trưng của mùa thu. Miền Trung giảm mưa, còn Tây Nguyên và Nam Bộ mưa gia tăng về chiều tối. Cụ thể ở miền Bắc, do không khí lạnh suy yếu chậm nên sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ không quá cao, phổ biến từ 30 đến 32 độ. Về đêm muộn và sáng sớm trời se lạnh, mức nhiệt giảm dần xuống ở ngưỡng 22 đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đến với Trung Bộ trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp nên các tỉnh Trung Trung Bộ còn nhiều mây, nhưng mưa chỉ xảy ra rải rác về chiều tối và đêm với lượng không lớn. Còn trưa chiều có nắng gián đoạn. Các tỉnh thành còn lại trời nắng ráo, nhiệt độ vì thế dọc dải đất miền Trung có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam. Đến các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có thể đạt mức 32 đến 33 độ vào trưa chiều nay. Với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Đến chiều tối, do ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên mưa sẽ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra, người dân miền Nam lưu ý, kỳ chiều cường đầu tháng 9 âm lịch cũng ở mức cao, nên người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Bắc cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, trong 24 giờ tới có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, trời không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 30 đến 31 độ.